Hello, welcome back to the show, Mario. Okay. Stop the game. Dễ lối nè. Ôi đâm vào cái con này suốt. Okay, panel as well. Bắn rụng hết rồi. Damn. Nhắc xem mình tiếp theo này. Rất nhanh. Ôi.
Rồi mình vào quá nhiều luôn. Okay, ready to break. Oh, Francis! Can you get me the sauces from the cupboard? Khả năng có game này sẽ bỏ game Security trở đi nhỉ? Francis? Francis, dear! Oh, dear, where did he go now? Toàn A few moments later. Oh, Francis. Cái này hay I don't feel right about this. Did you call for a nanny? We did, we did. But first, can you tell me if you have any experience? Our baby is, special. Oh, all babies are special to their parents. I don't have experience, but I can be very strict, so you don't have to worry. I like that. I think we should try her, Francis. Yes. Yes. There she is, the little devil. Aw, do-do-do-do-do. Aw. Kick, yeah. And that's how you handle a naughty baby. Phiêu mất rồi. Này, lại này. Hết rồi. Ôi, game gì ngắn thế. Plan Zombie. Và Plan Zombie 3 rồi đấy.
đang chơi. Game này nó hơi chậm, mình tăng tốc cho nó nhanh. Chưa. Ok, chúng ta chơi game 2. Look, there seems to find two batteries for this remote. For this remote. Okay. Let's control the drone to go to the door opening button and see what happens. Do not return to the previous room. Let's complete Chef Dexter's mission. Tăng tốc nhanh không? Úi gì, tránh xa con này ta. Nó mổ đấy, mổ đi. 6/7. Đây. Nó không nhìn thấy. Ôi giời ơi. Nó sẽ loát ngay vào cái màn cuối nha.
Nồi lửa lên. Toàn nó chạy. Hết game. Ok, vào game. Phiên bản này không biết là phiên bản số bao nhiêu. Bot trong này có mạnh không? Không có những chìa khóa hay gì cả. Có em mảnh súng nữa. Ui, tôi chết rồi. Gây tiếng động rồi. Ông bàn chân này, ông bàn chân trong cái game phim gì? Touch my flowers. Quên mất tên. Next time I'll spray my green fertilizer on them so they sneeze for a whole week. Chết này.
Làm xanh. Ủa, có những đoạn hoạt hình đầu mất rồi. Bình xăng. Đoạn này có một cái đoạn hoạt hình biến hình này. Phú đồ ngày xưa sao? Phú tú sâu. Ủa chứ cái này không có tác dụng gì sao? Này anh ơi. Làm sát này. Gì hoa mình nở hết. Hoàn thành. Storm. Storm bừa khai. Rồi thử pháo kết. Định mua trang phục mới nhưng mà tích tiền quá. To quá ta. Nhất luôn này. Thưởng luôn đi. Chào mừng tiếp theo đây. Ui may quá. Đẳng cấp vẫn giữ vững rồi. Loại nhất rồi. Loại về đích rồi. Giờ này nó đến nhiều quảng cáo phết ấy, thì chúng ta phải tắt đi thôi. Kể lại đi. Trang phục nào nhỉ? Bingo. Được cái trang phục này được. Giờ chúng ta chơi yên tâm này. Mình đã mua cái chặn quảng cáo rồi.
mất 23.000 cho cái game này. Bỏ quảng cáo. Ông đang chơi nó cứ quảng cáo rất là khó chịu. Game đang hay mà. Đồng đội tốt quá. Vô đấy nha. Chơi được cái con này đâu. Căng ấy, lắm bót quá. Sang cái game Super Hero Play Prophecy. Cho các anh thanh niên nhảy trước mình nhảy thôi. Ủa, chết rồi. Toàn. Thích kẹo này. Cái game này đang hay. Thì nhà phát hành game ý. Xóa game, rồi mất game luôn. Không hiểu kiểu gì. Được.
Phi này. Phi quả đấm thì hay đấy. Súng cao su đấm một cái diện tích cực là rộng luôn. Đây là cô nữa. Thanh niên này mình đấm. Một người. Đây này. Yes. Ok, ok. Cái này có được mãi mãi không nhỉ? Ok, vào game nhanh thế. Cứu. Nào, phòng thủ đây đi. Defend. Triệu hồi ra con khổng lồ nhé. Trời đất một chút. Ok. Thế này, thế này.
Đấm mát vui. Xong cái ha gem này. Đột sát thương rồi. Và giảm 4 sức mạnh rồi. Ghét không? Ui, sức mạnh tụt hết rồi. Mm-hmm.
Vì như bị đóng băng xuống này. Winner. Win. Chúng ta chơi bài. Before you can use these doors. Problem one. You got it. You're doing fantastic. No running in the halls. Nhỏ thế. 15 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Vừa mới đi tí này. Vừa mới chơi đi. Bạn làm một phút. Cái thế giới của mình tạo ra ui. Toàn là những cái con gì này. Không đánh nhau. Xin.